Xin chào quý thầy cô, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau về các cái hình trong SIGGRAPH tiếp theo. Thì hôm nay mình tình cờ mình gặp được cái hình như thế này. Thì ban đầu mình nghĩ nó rất là khó, mình về chắc không được luôn. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì mình cũng đưa ra được cái phương pháp mà chúng ta về của cái hình này. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách vẽ của hình này của riêng mình. Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng ở bên ngoài đây là một cái hình ngũ giác, hình ngũ giác ở năm cạnh này. Thì chúng ta nghĩ tới hình ngũ giác, thì sau đó chúng ta sẽ đi ra một đoạn, ra một đoạn tới đây. Tiếp tục chúng ta vẽ một cái cạnh, cái cạnh này. Thì chúng ta cứ liên tục chúng ta quay lại. Thì cái cạnh này thì chính là cái cạnh huyền. Mình tưởng tượng nó cạnh huyền chứ nó không phải cạnh huyền đâu. Thì mình dựng một cái đường thẳng ở đây. Đây là một cái tam giác vuông. Thì sau đó mình sẽ cộng thêm một cái lượng dư bên ngoài đây. Quan trọng là mình tính cái góc đây, tính cạnh huyền đây, thì nó giống như là cái vẽ một cái tam giác vuông trong cái hình vuông mà chúng ta lặp lại nhiều cạnh. Thì để vẽ được bài này, chúng ta làm như sau. Đây là cái bước chuẩn bị, màu cái bút vẽ đặt theo cái vị trí tọa độ là tại vị trí này. Lý do là mình muốn vẽ cho nó hết sân khấu này cho nó đẹp ha. Thì hướng 90 độ, thì đầu tiên á, thì chúng ta vẽ ra một cái hình ngũ giác có tọa độ tại vị trí đây ha. Cái cạnh là mình cho là 220 và góc quay của nó là 72. Về 2 thì chúng ta lấy 360 chia cho 5 thì ra 72. Chia cho 5. Thì chúng ta đã có được một cái hình ngũ giác như thế này. Thì sau đó chúng ta sẽ đi ra một đoạn như thế này. Tiếp tục chúng ta về cái cạnh huyền là này. Cạnh huyền là này. Thì chúng ta sẽ đi ra một cái đoạn khoảng là 20 chẳng hạn. Cho cái màu khác ha. 20 thì đứng tại vị trí đây. Thì sau đó chúng ta sẽ mình tưởng tượng là mình dựng một cái cạnh lên đây, đỡ mình vẽ cái đây là một cái tam giác vuông này. Thì sau đó mình sẽ cộng thêm một cái phần loại ở phía bên ngoài này nữa này. Là cái ý tưởng của mình thôi. Nếu mà bạn nào, thầy cô nào có cách vẽ khác hay hơn thì chia sẻ, cùng nhau chia sẻ để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Thì khi góc này, xác định góc này thì lấy cái đoạn này chia ra cái cạnh này để bằng A tan đối chia cờ ha. Như vậy á, thì tiếp tục chúng ta sẽ quay đi một cái đoạn chính là bằng A tan lấy cạnh đối chia cờ. Như vậy thì đây, như vậy bây giờ đây chúng ta sẽ đặt hai cái biến, đó là biến cạnh và biến đoạn ha. Thì đây hai biến mình đã tạo ra rồi này. Chúng ta lấy cái biến cạnh chúng ta bỏ đây và biến đoạn chúng ta bỏ đây, cạnh biến đoạn. Rồi chúng ta đặt giá trị ban đầu của hai cái biến này. Thì biến cạnh đầu tiên là 220. Thì cái biến đoạn này á, thì chúng ta khai báo là khoảng 15. 15. Thì sau đó
Thì sau đó chúng ta sẽ đặt lại cái cạnh này sau mỗi lần quẩy thì nó sẽ như thế nào nha. Cạnh này chính là bằng cạnh huyền, là bằng căn bậc 2, căn bậc 2 tổng bình phương hai cạnh góc vuông, cạnh góc vuông. Thì phía sau này á, chính là đoạn nhân cho đoạn, và ở trước á, chính là cạnh cạnh trừ cho cái đoạn này nha, cạnh này trừ cho cái đoạn này, tức là đây cạnh trừ đoạn. Đây chính là cạnh huyền này ha. Thì chúng ta xem này, thì chúng ta vẽ ra nó vẽ ra ba cái hình ngũ giác. Đó, thì chúng ta thấy rằng là gì, khi mà chúng ta thấy rằng là đây là cái cạnh cạnh huyền, cho nên là nó không có giáp được. Góc đây là góc vuông góc 90 độ, mà góc đây là bây giờ nó là 72 à, cái cạnh này nó lớn, nó không có giáp được này, không có giáp được này. Thì từ đó chúng ta lấy cái cạnh huyền đây này, chúng ta cộng thêm một cái lượng nữa à, cộng thêm một cái lượng nữa, thì cộng thêm một cái lượng là bao nhiêu, đó là một điều là quan trọng ha. Thì theo cá nhân mình thì chúng ta sẽ cộng thêm một cái lượng. À, lấy cái cạnh huyền này chúng ta cộng thêm một cái lượng, chính là đoạn chia 2 à, đoạn chia 2. Rồi, chúng ta sẽ về thử ha. Đó, chúng ta thấy là gì? Rất là khớp. Ừ, khớp. Như vậy bây giờ chúng ta tăng lên cái số vòng này lên 16 vòng. Như vậy là chúng ta có được một cái hình lục giác lồng nhau rất là đẹp ha. Chúng ta có thể chạy lại chúng ta xem. Rồi, chúng ta có thể đổi màu cho cái hình lục giác này. Để đổi màu á, thì chúng ta sẽ bỏ cái màu này ra và chúng ta thêm cái màu này vô. À, khoảng 300. Rồi, như vậy là chúng ta có một cái hình rất là đẹp ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.